Xin chào cô chú và anh chị mình yêu thích mai vàng trên cả nước. Hôm nay thì em làm video chia sẻ với anh chị mình về cái cách vô dây nhôm chỉnh sửa phơm tàn cho những cây mai chơi Tết nè. Bữa nay mình cũng gần bước qua tháng 5 âm lịch rồi anh chị. Ở vườn của em đối với những cây mà cái phơm tàn nó chưa có được chuẩn á, kiểu như nó hơi non mùa một chút nè. Như cây mai mà cô chú anh chị mình đang thấy á. Rồi em cũng vô dây nhôm và chỉnh sửa cái phơm tàn nó luôn nha. Trước hết á, anh chị hãy xác định cái vị trí nào mình quấn dây đầu tiên. Thì anh chị coi trong một cây mai vậy nè, cái cụm nào là nó thoáng nhất, nó trống nhất thì mình quấn trước. Rồi những cái cụm còn lại á thì mình quấn dây sau. Như cây mai này đi, thì em sẽ quấn cái cụm bên đây trước nha. Mà bây giờ anh chị mình thấy á, cái phơm tàn của nó là tùm hết trơn à, nó kín mít à. Cho nên anh chị hãy tìm một cái đoạn dây cũ nè, hoặc là mình lấy dây ni lông, dây tép cũng vẫn được luôn. Những cái cụm mà không có liên quan tới vị trí mình quấn dây á, anh chị túm lên vậy nè. Bây giờ anh chị mình thấy nè, những cái vị trí mình cần vô dây á, nó đã được thông thoáng rồi, mình rất là dễ thực hiện luôn. Hôm nay thì em chia sẻ với anh chị mình cái cách vô dây nhôm thắt cổ nha. Trước hết thì anh chị cặp cái phần dây nhôm á, mình cặp vô cái cổ của nhánh mai nè. Rồi anh chị mới đo ra. Tốt nhất là mình nên đo cho cái phần dây nhôm á, nó dư dài hơn là cái đọt của cây mai mình nha. Tại vì những cái phần cành nhánh này nó còn đang phát triển nữa. Bây giờ anh chị vô dây nhôm á, mình vô nó bằng với cái đầu đọt này tầm khoảng một tháng rưỡi nữa, những cái đọt này nè nó phát triển dài hơn nữa. Không lẽ anh chị phải tháo cái dây cũ ra, mình vô cái nước dây mới, vừa tốn công vừa tốn tiền, mà nó tốn thời gian của mình nữa. Cho nên tốt nhất á, anh chị cứ việc vô dư giống như em vậy nè. Mình canh từ cái phần đầu đọt với dây nhôm á, canh cho nó dư ra tầm khoảng một gang tay như vậy nha. Rồi tới cái phần thắt cổ, anh chị mình đừng có siết cọng dây nhôm nó sát với cái bo ghép của mình luôn nha. Nhiều khi cái bo ghép của anh chị nó bám với cái nhánh mai chưa có được chặt á, mình siết cái dây nhôm nó chặt quá, nó sứt luôn cái chân của phần bo ghép mình á, thì cái mai mình coi như cái nhánh đó nó tiêu luôn. Cho nên tốt nhất anh chị cứ việc thắt cổ nó xích ở phía trong vậy nè, mình cắt từ cái chân bo vô trong tầm khoảng 2 phân cho nó an toàn hơn nha. Rồi bây giờ thì mình xiết cái dây nhôm lại nè, mình xiết qua tầm khoảng 2 vòng 3 vòng đãi đi anh chị cho nó chắc á, để một hồi mình quấn ra cái dây nhôm nó bảo vệ toàn diện cái nhánh mai mình luôn. Tiếp theo thì em sẽ vòng qua cái phần cốt của cây mai một lọn nè. Đó. Rồi tiếp theo mình mới quấn vòng lên cái phần nhánh mai nè. Rồi còn cái đầu dây còn lại, mình cứ việc cặp sát đó anh chị, cặp sát theo cái mối dây cũ nè. Cái đường dây này thì em sẽ đi ra cái tược bên đây nha. Sau khi mình vô những cái nhánh chính rồi, bây giờ anh chị thấy nó còn những cái chèo, những cái xương dâm nè. Mình không có thắt cổ giống như những cái nhánh mai chính nữa nha anh chị. Mình thắt cổ nhiều quá một hồi dây nhôm mình nó rất là nhiều, rất là gối, khi anh chị nhìn vô cây mai nó xấu dữ lắm. Đối với những cái chèo như vậy nè thì em tiếp tục chiền, em sẽ chiền từ cái nhánh này em chiền lên cái nhánh này. Trước hết thì em cũng đo cái đầu dây anh chị cho nó dư dài hơn cái tược của cây mai mình nè. Đó, nó dài hơn một khúc nè. Tiếp theo thì mình cứ cặp theo cái đường dây cũ anh chị quấn lên cái nhánh mà mình cần thôi.
có cô chú anh chị nào tinh ý thì mình sẽ thấy nè. Từ nãy giờ em vô dây nhôm thì cái phần dây nó không có ôm sát với cái nhánh mai nha. Ở đây anh chị thấy nè, cái nhánh mai với dây nhôm nó có độ hở nè. Đó, cái nhánh mé bên đây cũng vậy luôn nè, nó sẽ có độ hở nè. Tại vì cái nhánh mai của mình nó còn đang trong cái giai đoạn phát triển. Cái nước dây này là mình vô để chia cái phơm tàn nó ra thôi, chứ không phải là sửa chính thức. Nếu như anh chị vô cái dây nhôm á mà nó ôm sát với cái nhánh mai của mình luôn vậy nè, tầm khoảng nửa tháng cho tới một tháng thôi, cái phần cành nhánh của cây mai mình nó lớn lên đó, cái dây nhôm nó siết cái nhánh này không có phát triển được nữa, hoặc là nó khuyết dây á anh chị, cái nhánh mình khi tháo dây nhôm ra nó quặt quẹo dữ lắm. Cho nên ở đây em quấn dây thì hơi dư lực một chút, có thể nhánh mai này mình quấn dây 2 ly rưỡi là được rồi, nhưng mà em quấn dây 3 ly luôn cho nó hơi lớn hơn nhánh mai một chút, nhưng mà mình sẽ vô cho nó có độ hở giống vậy nè, để cái nhánh mai mình nó lớn lên đó thì nó không có bị dây nhôm siết, nó vẫn có thể phát triển được nha. Rồi bây giờ thì em tiếp tục quấn những cái phần cành nhánh còn lại của nó luôn nha anh chị. Rồi, vậy là em vô dây xong rồi anh chị. Bây giờ em cũng bắt đầu chỉnh sửa cái phơm tàn của nó lại luôn nha. Trước hết thì mình bẻ những cái cành nhánh lúc nãy vô dây nhôm á, mình bẻ cho nó chỉa thẳng lên nè. Tại vì khi mà mình sửa cái phơm tàn của cây mai á, là mình sửa từ cái tầng thấp nhất, mình sửa xong cái tầng thứ nhất rồi mới tiến lên sửa cái tầng thứ hai. Mà bây giờ anh chị mình thấy nè, cành nhánh của cây mai nó chỉa xuống dưới không à, mình đâu có sửa cái tầng thấp nhất được, bắt buộc là phải bẻ nó lên rồi. Nói chung cái nước dây này em cũng không có sửa cho nó quá gắt nữa, em lấy khoảng 1 co 2 co thôi à. Rồi, tới đây thì cô chú anh chị mình cũng thấy á, cái phơm tàn của cây tương đối cũng đều rồi nè, tương đối nó cũng kín rồi. Nhưng mà cô chú anh chị mình để ý kỹ hơn thì sẽ thấy á, cành nhánh của nó chưa được hoàn hảo, có cái thì quá dài nè, có cái thì nó quá ngắn, cái phơm tàn của nó không có được cân đối. Cho nên bây giờ em sẽ cắt tỉa lại những cái phần đầu đọt á, cho cái phơm tàn cây mai mình nó hoàn hảo luôn nha. Lúc nãy thì mình sửa cái phơm tàn á, là từ dưới sửa lên trên, thì bây giờ cắt tỉa cũng vậy luôn anh chị. Mình cắt xong cái tầng thứ nhất nè, rồi mình mới tiến lên cắt tới cái tầng thứ hai. Chứ anh chị đừng có cắt lung tung một mé nha, kiểu như mình cắt xong cái mé này rồi mới tiến qua cắt cái mé này, một hồi cái phơm tàn cây mai mình nó không có được cân đối á. Có chỗ thì nó bị khuyết vô một lỗ nè, có chỗ thì nó bị dư ra, cây mai mình nó không có được cân đối, không có được đẹp. Cho nên tốt nhất anh chị cứ việc cắt xong cái tầng thứ nhất đi, rồi mình tiến lên cắt tới cái tầng thứ hai. Bắt đầu cắt thì mình cũng canh đó, mình coi cái nhánh nào làm chuẩn nè, rồi cắt những cái phần cành nhánh còn lại trên cùng một cái tầng, chung một độ dài với nó nha. Như cái tầng thứ nhất thì em lấy nhánh mai này làm chuẩn nè. Đó, mình căng qua thì nhánh này em sẽ cắt nó tầm khoảng này. Rồi tiếp theo là tới cái tầng thứ hai.
thì cây mai mình là chơi theo cái form dáng tàn thông á anh chị, cho nên cái tầng thứ hai nó sẽ nhỏ hơn cái tầng thứ nhất, tầng thứ ba nó sẽ nhỏ hơn cái tầng thứ hai. Thì cái tầng thứ nhất là mình cắt cái độ dài nó tầm khoảng này, tiến lên cái tầng thứ hai á thì em cắt cho nó hơi ngắn hơn cái tầng thứ nhất một chút nha. Bây giờ em sẽ lấy cái nhánh mai này làm chuẩn nè. Rồi, những cái cành nhánh còn lại em chỉ việc cắt theo cái nhánh này thôi. Rồi, và đây là sau khi em cắt tỉa lại cho nó xong luôn rồi nè. Bây giờ anh chị cũng thấy á, nó cũng ra dáng của một cây thông rồi nha. Cái tầng ở dưới thì lớn nè, lên trên thì nhỏ lại, lên trên thì nó nhỏ lại nữa, tới cái ngọn nó còn có chút xíu luôn. Cây mai mình bây giờ cũng ra dáng của một cây thông rồi. Và đây cũng là cái cách vô dây nhôm, chỉnh sửa form tàn của vườn em. Em cũng vừa chia sẻ với cô chú anh chị mình xong rồi. Em xin được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị mình xem video á, nếu mà có câu hỏi nè, hoặc là cách xử lý nào tốt hơn thì cứ việc để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Để cho em cũng như là quý khán giả đang xem video á, mình cùng nhau tham khảo và có thể đưa ra một cái cách xử lý tối ưu nhất dành cho cây mai nè. Cô chú anh chị mình cũng đừng quên cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ để ủng hộ em á, có động lực làm thêm những video khác chất lượng hơn, chia sẻ với anh chị mình về kinh nghiệm làm mai nè. Tạm biệt anh chị, chúc cô chú anh chị mình có một ngày làm việc vui vẻ.